Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ráp một cái mạch điều chỉnh tốc độ quay cho cái máy mài dao kéo. Thì tự chế lại bằng cái đầu máy xay sinh tố như thế này. Thì ở đây mình có một cái máy xay sinh tố và đã được mình đổ chế lại để sử dụng gắn đá mài. Đây, như các bạn có thể thấy. Thì ở đây mình sử dụng một con ốc như thế này và mình đổ keo AB vào đây. Thì cách làm này thì cũng rất là đơn giản, thì mình nghĩ bạn nào cũng có thể làm được, nên trong quá trình đổ keo mình không hướng dẫn. Thì ở đây cái máy này thì vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà chỉ có điều là khi mà gắn đá vào thì nó chạy với tốc độ quá cao, gây ra cái hiện tượng là khi chúng ta mài dao kéo thì nó sẽ bị nóng và nó bị hỏng cái lưỡi dao. Thì bây giờ để khắc phục cái tình trạng này thì mình đã sử dụng một cái triệt áp đèn như thế này. Thì như các bạn biết thì có hai loại triệt áp các bạn nhé. Một là triệt áp sử dụng cho bóng đèn có hình chiếc bóng đèn như thế này, và một loại là sử dụng cho quạt thì có hình cánh quạt như thế này. Thì mình khuyên các bạn nên sử dụng loại dùng cho bóng đèn để điều khiển những cái động cơ có chủ than, còn nếu mà sử dụng loại cho quạt thì các bạn sử dụng cho những cái động cơ mà có chạy tụ đề các bạn nhé. Thì trong trường hợp này mình sẽ sử dụng cái triệt áp sử dụng cho bóng đèn. Thì với cái máy xay sinh tố của chúng ta ở đây thì công suất của nó chỉ tầm 250 đến 300W các bạn nhé, từ 250 đến 300W. Thì các bạn có thể mua cái loại nào mà tầm 300W là các bạn có thể sử dụng được rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái vỏ ra các bạn nhé. Thì ở đây để tiết kiệm cái thời gian thì mình đã khoan sẵn một lỗ như thế này. Đây, mình sẽ khoan sẵn một lỗ như thế này. Và đối với cái triệt áp này thì chúng ta có thể kéo thẳng. Đây. Và mình sẽ mở luôn cái nắp của nó ra các bạn nhé. Đây, mình đã cài được cái nắp ở sau. Bây giờ mình sẽ dùng kim nhọn và mình mở luôn con ốc này ở đây ra. Các bạn có thể sử dụng cái típ 10 các bạn nhé. Ở đây mình không có típ thì mình có thể sử dụng luôn cái kim nhọn ở này. Đây, các bạn chỉ cần kéo thẳng là nó ra thôi. Đây. Thì sau khi tháo cái vỏ của nó ra thì chúng ta có được như thế này. Bây giờ các bạn sẽ dắt nó thẳng vào cái lỗ khoan sẵn này. Chúng ta sẽ hãm con ốc này lại. Chúng ta sẽ gắn cái núm điều chỉnh vào các bạn nhé. Thì như các bạn có thể thấy thì ở đây chúng ta chỉ có hai sợi dây nguồn, đó là một dây màu xanh và một dây màu nâu. Thì dây màu xanh sẽ được đi trực tiếp vào cuộn dây của động cơ các bạn nhé. Còn sợi dây màu nâu thì sẽ đi nối tiếp qua một hệ thống cái công tắc. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhả một đầu của cái dây nguồn này ra. Chúng ta chỉ cần nhả một đầu thôi các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ nhả ở vị trí này. Và chúng ta lại đấu nối tiếp. Đây, chúng ta sẽ lại đấu nối tiếp chiếc công tắc này vào cái hệ thống công tắc của máy các bạn nhé.
chúng ta sẽ tiến hành băng keo ở đây lại. Chúng ta sẽ băng keo ở vị trí này lại các bạn nhé. Rồi mình sẽ kiểm tra lại thì một đầu dây của chúng ta đi thẳng vào cuộn dây của động cơ. Đầu còn lại chúng ta sẽ đi nối tiếp qua tiết áp, xong rồi chúng ta mới đến hệ thống công tắc. Rồi như thế là ok rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng nắp và thử cho các bạn xem. Thì để sử dụng chúng ta trước tiên hãy giảm tiết áp về mức 0. Đây chúng ta nghe đã. Đây về mức 0 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn một nút bất kỳ để khởi động máy. Bây giờ chúng ta sẽ tăng tiết áp lên. Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Thì mình khuyên các bạn nên sử dụng thêm một chiếc tiết áp này để có thể làm cái công việc của chúng ta hiệu quả hơn các bạn nhé. Thì các bạn nào thấy video hướng dẫn của mình hay thì nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.